Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Suy niệm. Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa nói: Khi anh em xem thấy cây vả và mọi cây cối đâm chồi nảy lộc, anh em biết rằng mùa hè gần đến. Cũng thế, khi các sự việc ấy xảy ra, anh em hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Điều đó Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng chắc chắn sẽ có ngày trời đất, vũ trụ vạn vật sẽ qua đi. Đó là quy luật bất biến mà Thiên Chúa đã sắp đặt. Đó sẽ là ngày tận thế, ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Hằng ngày chúng ta vẫn đọc kinh lạy Cha. Chúng ta cầu xin cho nước Cha trị đến, nghĩa là cầu mong Chúa đến để đón chúng ta về hiển trị với Ngài. Nhưng đáng buồn là miệng ta đọc như vậy, nhưng lòng ta lại cứ bám riết vào tiền bạc vật chất, bám chặt lấy thế gian, không muốn buông tay khỏi thế gian. Như vậy, lời cầu xin ấy cho ta thấy ta chưa thật lòng với Chúa. Xin thì xin như vậy, nhưng lại sợ chết, sợ ra khỏi thế gian. Suy nghĩ kỹ, ta nhận thấy khi ta sợ bất cứ điều gì, đó là dấu chỉ ta yếu kém và chưa chuẩn bị. Còn khi ta đã sẵn sàng, thì ta chẳng còn phải sợ, mà là chờ đợi để lên đường, và còn mong điều đó mau tới để ta khỏi phải chờ đợi lâu. Thánh Phaolô tông đồ, Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng, nên Ngài ao ước được về với Chúa khi Ngài nói: Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hôm nay cũng hãy can đảm chấp nhận một sự thật và là một quy luật bất biến, đó là sự chết, là ngưỡng cửa bước vào đời sau. Ước mong sao ta hãy tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến ra đi ấy ngay từ hôm nay, bởi vì đây là bước quyết định cho số phận tương lai đời đời của ta. Hạnh phúc đời đời hay bất hạnh mãi mãi, đó chính là sự chọn lựa hôm nay của ta. Xin Chúa cho ta biết chọn lựa đúng đắn và chuẩn bị kỹ càng để ngày Chúa đến, ta được Chúa đón nhận vào hưởng hạnh phúc đời đời. Amen.